Em ơi em ơi, mẹ cắt ngón tay cho em nha. Nhỏ, cắt ngón tay cho em nha. Nè, em ngồi đây. Ngồi đây mẹ cắt ngón tay nè. Mẹ cắt ngón tay cho con nha. Nè. Đây này. Ngón tay dài rồi nè. Mẹ cắt cho nha. Rồi, bàn tay này sạch rồi nè, đưa tay này cho mẹ. Này, tay này rồi. Rồi. Cắt cho sạch sẽ nha. Rồi, xong rồi. Đây, tay này nữa, ngón này nữa, ngón này nữa. Em ngồi ngoan nha, cô Bi giỏi mà, nhờ. Để cho mẹ cắt móng tay cho sạch sẽ ra đi chơi nha. Này, này để mẹ cắt chân nữa nào. Trời ơi, móng chân dài quá này. Bây giờ con Bi ngồi đây, con ngồi chơi đi, để mẹ đi lấy trái cây ăn nha. Mẹ ơi hả? Mẹ ơi hả? Mẹ ơi ơi, xin mẹ đây đây, đây xin mẹ mẹ cho, tôi để này ở đây nha. Mày bắt cho con ăn nè. Ô, cô Bi giỏi nè, giỏi 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 nè, giỏi giỏi, cô Bi giỏi đi, cô Bi giỏi đi, rồi giỏi quá. Đây mày bắt nha. Cô Bi giỏi quá nha, cô Bi xin mẹ đúng không? Cô Bi đứng lên giỏi nào. Giỏi quá. Hai, ba, đứng lên. Giỏi nào. Bi ngoan quá nha. Bi đứng lên, hai, ba. Giỏi. Cô Bi đứng lên khỏe thế này là cô Bi nhanh biết đi đi, đúng không?